Sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba Michael ăn cơm nha. Tự nhiên con ba Michael thích ăn cơm thịt kho trứng nè. Rồi Will Lam tự nhiên đi vô đây ăn hủ tiếu thì không ăn, đi ăn mì gói nè. Ở đây là khung cảnh nè bà. Hủ tiếu Mỹ Tho, đây là một cái trạm dừng chân nha bà. Trạm dừng chân trên Tân Tốc. Bây giờ chỗ quán này người ta dừng chân tại người ta ăn đông lắm nha bà con. Cơm hủ tiếu Mỹ Tho nè, cơm tấm nè, hầm trà sâm sâm hồng nè, đậu xe rất là đông. Nhiều người bây giờ cứ họ tấp vô đây họ ăn. Hồi đó thì nó vắng lắm, chứ bây giờ là đồ ăn, người ta ra đây người ta ăn rất là nhiều. Xin thưa bà con cô bác, thì hôm nay ba mẹ con về Bến Tre, chở gia đình ba mẹ con về Bến Tre. Thì trên đường đi có gì quay được thì quay nha mọi người. Trên cái con sông Hàm luôn, một con sông biển rộng mênh mông. Lát nữa sau khi đi dạo một vòng rồi ba mẹ con sẽ kiếm cái con cá, con tôm, con mực gì đó rồi làm ăn trên tàu luôn nha bà con. Cái này là chắc ở dưới sông lên luôn ha. Wow, quá trời. Cái mong mong bánh ăn kia cái này nhiều lắm. Mong mong cái
xuống rồi, bước xuống luôn, bước xuống dưới kia luôn. Ở sao đang bắt nhiều lắm. Đây đây đây. Đang bắt rồi. Rồi chưa, giờ nhậu chưa? Ui. Ừ. Dẻo này nó biết căng chỗ ghê ta. Ghê vậy, sốc quá vậy. À. Ồ có cá luôn hả kìa vậy? Ồ cá đói. Bên kia kiếm cá không có. Rồi, xin thưa bà con cô bác, hiện tại bà con đang đứng ở đây là trên con sông Hàm Luông. À, thì bắt đầu bây giờ ba mẹ con sẽ dẫn bà con cô bác đi. Ở bên đây người ta có bà con ở ghe cào, cào cá lên ăn quá trời luôn. Cào cá, cào tôm, cào đồ. Còn mình thì không có miếng cá, miếng tôm nào hết. Mình phải đi ra chợ mình mua. Đây nào đó. Đó ghe, bây giờ mình đang ghe, mình đang đi ra. À, giờ nghe mới chở đi dạo vòng trên sông Hàm Luông các bạn ơi. Bên kia cũng vậy. À. Bye bye. Rồi tạm biệt. Ở đó là cái quán cà phê đó bà con. Đó, mình có thể mình đi ghe cái mình lên đó mình ngồi mình uống quán cà phê. Ủa. Ủa tưởng máy bay nghe giờ quay thêm vòng nữa hả? Gió mát. Là mình làm gì? Ô cha đừng chàm chết cha, chết cha. Ô. À. Ủa giờ mình đi vô đây làm gì đó? À, nhập thuyền, nhập thuyền. Ui cha. Chết bà rồi. Đây. Rồi giờ thấy bà con mình nhảy cái không? Lại làm cái đi. Mày muốn tắm tắm đi, không kể nha. Không kể. Bây giờ tắm được đó. Hả? Tắm được. Ai nhậu nhậu, ai tắm tắm nha. Duy An được, cả nhất nè. Ừ. Nhẹ nữa nào. Đây, tại ba mẹ con đang đứng ngồi trên mũi tàu luôn rồi. À. Rất là mát. Trong lúc mà ba mẹ con đang chờ mọi người nấu ăn rồi dọn đồ ra nhậu thì nằm ngay trên ghe mà con có nhìn thấy biết dưới là sau đây không? À. Nó đang mưa bên đó rồi, nó nguyên cái luồng mưa luôn. À. Còn bên này nó nắng, nằm dưới một cái tán bừng rồi con. À. Đây, cái bừng. À, bên đây là mưa. À, ghê à. Khung cảnh nó rất là đẹp. Nằm ở đây rất là đã luôn á. Món ăn dạ chiến. À, ăn đi Quang. Khi ăn hiên. Dạ. Trời ơi, mối quốc thêm chai đế. Đuối chết à. Này là của mình cào nè phải không?
Đó. Đây bà con, luồng mưa đang tới rồi con. Thấy ghê không? Luồn mưa đang tới rồi con. Ghê. Ngoài luôn. Trời ơi, con tôm này nó có trứng luôn nè. Đã ghê ha. Hai, xin thưa bà con bác, bây giờ là nó đã mưa rồi. Bây giờ phải tắm mưa luôn. Quá đã. À, ngay giữa dòng sông Hàm luôn, mưa gió tầm tã luôn, ghê luôn quá. Ồ, nó lạnh ra tới à. Đây, đây là bà con. Ui, ui trời ơi, trời ơi, nó nghiêng, nó muốn lọt sùng luôn nè. Gió mạnh lắm bà con. Đó. Ồ. Ba mày ngồi đứng trên đây là mém té luôn rồi đó, ghê không? Đây bà con có sống nè. Ồ, có sống nó đánh nè bà con. Ghê không? Lần đầu tiên mà mày còn bị mưa ở trên sông Hàm luôn. Sống nó cuồn cuộn, cuồn cuộn, cuồn cuộn. Đó bà con quá ha. Cuồn cuộn, cuồn cuộn. Đây xin chào bà con cô bác. Mọi người đang ngồi trên thuyền mà dưới đây là sóng sóng dữ gì đâu. Rồi, sóng lớn lắm mà đây ngồi cái cảnh này bà con. Đó. Đó. Bà con có thấy cái cảnh này không? Kiếm không có đâu nha. À. Đây. Đó, anh em ngồi dưới ghe nè, đó ngồi đó bắt cái nồi luôn rồi. Bắt được mấy con tôm tép rồi đó, giờ ngồi làm luôn. Chạy về luôn, mưa gió tránh trời luôn, lần đầu tiên ba mấy cầu biết. Bây giờ mình phải cặp hai ghe mình về nha bà con. Đây. Lần đầu tiên bà con cô bác thấy cái cảnh không, trên sông Hàm luôn, mưa không thấy đường chạy luôn. Và ba mấy cầu phải tắm mưa luôn á bà con có thấy không? Đây, bà con có bác thấy không? Lần đầu tiên ba mấy cò mà đi trên mưa bà con, đi bằng ghe mà tắm mưa gió lớn bão bùng không thấy đường chạy luôn. Được hết, không ngồi gì nè mà không bước. Cái gì đó. Đây là một trong những cái cảnh tượng mà có một hai nha bà con. À, đang đi ba mươi rồi, đang đi trên sông lớn luôn á. À, bên kia là không thấy bờ luôn, mù gạch đó không thấy bờ luôn.
tới ghé qua nhà hàng Trung Lương trên đường về, cho mấy đứa nhỏ nó vô ăn cơm này là ăn hủ tiếu gì đó, xong cái về cái mình ngủ luôn nha con. Đây là cái khung cảnh nhà hàng Trung Lương buổi tối, lần đầu tiên ba mẹ cậu ghé đây. Bình thường là ba mẹ cậu ghé là để ban ngày không à, giờ hôm nay là lần đầu tiên để ban đêm nè. Là menu ăn sáng, nhưng mà mình vào đây mình ăn vẫn được nha. Ba mươi gọi ăn tô đặc biệt Trung Lương 109.000 với lại 119, nó trên nhau có 10.000 thôi. Nhưng mà lần trước ba mươi gọi ăn tô này ăn không có nổi, mình ăn không nổi, mình bầu quá. Rồi tụi nó ăn cơm sườn, sườn trứng. Sườn trứng là 95.000 nha mọi người. Đây là thịt đen rồi đó. Đậu hũ chiên giòn 109, gỏi cuốn, 35.000 nha bà con. Đây là cuốn gỏi cuốn là 35.000. Nhà hàng Trung Lương buổi tối có cái lẩu nữa nè, lẩu thì 375, 275. Có rau răm, không có đồ mắm à, phải gì này có mắm ha. Đây chắc không có mắm. Có sườn xào chua ngọt, một xào chua ngọt. Có nước, nước ép, nước dừa nè, có đứa nào muốn uống không? Nước bưởi, chanh dây, cam vắt, nó còn uống cam con. Cam cho nó có vitamin C. Xin ơi bà con bác, tô hủ tiếu Trung Lương đặc biệt. Thì tô này tô nhỏ, cơm chiên phòng đó mẹ. Ở khách đoàn bên kia. Rồi, con tôm nè. Tô này là 109.000 nè bà con. Bà con có thấy độ dày của tô nè, cũng bình thường thôi. Còn tô kia nó bự hơn chút. Hôm nay ba mẹ gọi ăn tô dừa thôi. Mình ăn ba mẹ gọi tính là ăn tô bự cũng được, ăn hết mình bỏ, mà bỏ gì phí quá. Thì ở đây ba mẹ gọi thấy nè, thêm 10.000 là sẽ được hai cục này nha bà con. Nè bà con có bác thấy không? Bà thấy không? Hình như tô trước tô đặc biệt nhưng mà bự là nó có hai cái cục này. Đó, thêm 10.000 là giống như thêm dắt hủ tiếu, rồi thêm thịt nữa. Cho nên đa phần ở đây ta vô ta kêu tô bự không bà con ha. Rồi, có hủ tiếu, thịt, chả, cũng giống vậy thôi, xương, tôm. Rồi, giờ mời bà con của bác ăn tối với bà mẹ cô ha. Ta-da, trời ơi, cục cơm bự ra chưa, trời ơi, miếng xương bự ra chưa. Trời ơi, sốt bực nhiều nữa, tưởng bánh chẹo à. Thêm phần canh nữa rồi. Lấy nước mắm vô ăn con. Có ăn nước mắm cay được không con? Rồi ok. Đây là một dĩa cơm 95.000 nè. Dĩa cơm của con nữa. Đừng ăn dưa chua nha con. Ăn cơm với sạch. Cái đĩa này nó ảo không? Đây. Đây là một cái nhà hàng Trung Lương về đêm nè con. Trời ơi cũng sôi động không kém nha con. Bây giờ ba mẹ con thấy là gần 9 giờ tối. Đây là xôi chiên phồng rồi quá. Cá tai tượng chiên xù là chiên ở đây, xôi chiên phồng ở đây. Rất là đông luôn mà con. Ba mày còn rất thật. Giờ mình lên đây nè. Đây là cái cầu. Hôm bữa trước ba mày còn đi qua đây ban ngày cho bà con bác xem rồi ha. Giờ mình quay ban đêm. Không ngờ khách vô nườm được không mà con. Ở đây là toàn là đoàn tour du lịch không. Bà mẹ còn thấy có hai xe 50 chỗ của Viettravel. Bây giờ thêm một xe 50 chỗ nè, cái đoàn khách nữa mới vô nè bà con. Kinh khủng không? Người dân Việt Nam bây giờ bà con bắt thấy người ta đi chơi du lịch ghê không? Người Việt không nha bà con. Không biết đi du nào thôi mà tới 9 giờ tối giờ về tới đây. Không biết là giờ về. Đoàn này là cái gì đâu, BNC Travel cũng là một đoàn khách tour du lịch luôn. Đây là khung cảnh nè. Đây bà con có bác có tin là hồi xưa nó là một cái vườn xoài mà con, của bên Công giáo á. Kế bên đây đó là nhà hàng, quên cái nhà thờ Trung Lương thì phải. Đây sau dân cách tường này là nhà thờ Trung Lương. Là đó bà mày còn trước năm 75 và sau năm 75 luôn. Hiện nay đây là cái vườn xoài. Ở đây trồng xoài ngay ngã ba Trung Lương luôn nha mọi người. Quá trời không mà con quá thấy ghê chưa. Người dân Việt Nam mình bây giờ đi du lịch dữ lắm.
trời đẹp không? Đây là cái, những cái góc nhà hàng Trung Lương bây giờ tự nhiên khách vô đông lắm, mình rước luôn. Quá trời, cảnh đẹp ghê ha bà con ha. Đẹp lắm. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.